Xin chào các bạn, trong tutorial ngày hôm nay thì mình sẽ đi vào hướng dẫn chúng ta sử dụng một cái script cực kỳ hay mà nó sẽ cho phép chúng ta tách một cái vật thể, một cái hình ảnh của chúng ta thành các cái lớp mang cái tính chất 3D như thế này, rất là thú vị ha. Và như bạn thấy là không chỉ có một cái phong cách mà nó có nhiều cái loại phong cách cắt khác nhau như bạn thấy ở đây, thì chúng ta có thể áp dụng. Và cái script này có tên là Slide 3D. Thì trước khi vào bài, mình cũng rất cảm ơn các bạn đã ủng hộ kênh. Mong các bạn tiếp tục like, subscribe, chia sẻ kênh để mình có thêm nhiều động lực xây dựng nội dung mới cho chúng ta ha. Và các bạn nhớ là tất cả những cái software, plugin, stock footage hoặc là những cái script Slide 3D hôm nay thì mình cũng sẽ bao gồm trong phần link mô tả, cái phần mô tả của video. Thì mời các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả để biết cách. Rồi thì ở đây thì mình sẽ tạo một cái con mới để chúng ta bắt đầu thực hiện thử cái này. Mình sẽ tạo một cái con. Rồi mình sẽ import vào hai cái hình ảnh mình đã chuẩn bị sẵn ở đây. Thì đầu tiên là cái hình quả dưa hấu của mình. Rồi thì để sử dụng cái script Slide 3D này thì đầu tiên là các bạn phải precom cái layer này lại, nên mình sẽ precom nó lại ha. Và các bạn nhớ chọn cái mục là Move All Attributes into the New Composition và mình sẽ đặt tên cho nó, ví dụ là Watermelon. Rồi sau khi tạo com xong ha, precom xong thì chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị một số cái mask. Cái đầu tiên là các bạn chuẩn bị một cái mask hình vuông. Và cái mask hình vuông này các bạn sẽ bao xung quanh cái vật thể của mình như thế này, rất là đơn giản ha. Đó, được chưa? Đơn giản là chúng ta bao xung quanh cái vật thể của mình. Rồi, tiếp theo mình các bạn nhớ click ra ngoài cái mask thì chúng ta vẽ tiếp nè. Chúng ta lại select cái layer của mình. Lần này thì mình sẽ dùng pen tool và mình sẽ bắt đầu vẽ các cái lát cắt ha. Thì đơn giản ở đây là chúng ta chỉ việc vẽ một cái đường thẳng ở ngay cái thời điểm, ngay cái vị trí mà chúng ta muốn cắt một cái, được chưa? Mình lại click ra ngoài, sau đó lại select cái layer để chúng ta vẽ tiếp cái lát cắt thứ hai, ví dụ ở đây đi. Đó. Rồi lại click ra ngoài, select layer lại và chúng ta lại cắt một lát nữa ở đây. Thì các bạn thấy là chúng ta cố gắng vẽ cái đường path cho nó thẳng hàng và nó sát vào cái phần hình ảnh của mình ha, đừng có bị vô ra ngoài. Rồi sau khi mà chúng ta chuẩn bị xong các cái mask này thì bây giờ chúng ta sẽ vào Windows, mình mở cái extension Slide 3D này lên. Rồi thì ở đây thì mình sẽ dùng thử cái style này ha. Thì như các bạn thấy ở đây thì mình sẽ đơn giản là mình select cái layer của mình trước ha, và chúng ta click vào style mình muốn thì nó sẽ tự động tạo cho chúng ta cái slide lát cắt như thế này. Thì ở đây đó thì các bạn thấy là chúng nó tạo cho mình một cái null controller, và cái null này thì chúng ta có thể dùng để di chuyển cái layer của mình ha. Còn từng cái layer có tên là slide 1, slide 2, slide 3, slide 4 này thì chúng ta có thể select các cái slide này đi, để các bạn thấy là chúng ta đã cắt được cái hình ảnh của mình ra thành nhiều lát, rất là hay ha. Cái vấn đề ở đây là cái bên trong cái quả dưa nó chỉ là một màu rất là chán như thế này, thì bây giờ chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì bây giờ mình sẽ Ctrl Z lại hết nè. Thì mình sẽ select bất kỳ một cái slide nào cũng được, mình sẽ double click đi vào trong ha. Vì bên trong cái con xin lỗi các bạn, mình sẽ select cái slide số 4 này. Rồi thì trong cái slide số 4 này mình sẽ thấy là nó sẽ có hai cái layer. Một cái là outside, cái inside. Thì cái outside thì là cái hình ảnh bên ngoài đâu không nói, còn cái inside mình sẽ đi vào trong. Thì cái đi vào trong thì chúng ta sẽ có một cái con nó để sẵn như thế này để chúng ta bỏ cái hình ảnh. Thì ở đây thì mình đưa cái hình ảnh mình đã chuẩn bị vào trong đây. Mình để phía dưới cái layer mà nó ghi là set you set your footage under this layer gì đó. Rồi thì với cái layer này đó, mình sẽ dùng cái hình cái miếng dưa bên trong này ha, mình sẽ scale nó lên và đặt nó vào đúng cái vị trí như thế này. Đó. Rồi sau khi mà xong thì mình chỉ việc quay lại cái công chính của chúng ta, và lần này khi mà mình kéo các cái vật thể, các bộ phận này ra thì các bạn thấy bên trong chúng ta đã có cái ruột dưa rồi ha. Thì các bạn thấy đây là một cái công cụ cực kỳ hay và rất là nhanh để chúng ta tạo ra các cái hiệu ứng như thế này. Và bên cạnh đó chúng ta cũng có thể tùy chỉnh thêm các thứ này bằng cách là mình select cái layer controller này nè. Mình vào phần trong đó nó sẽ có phần setting, và trong phần setting thì chúng ta có thể chọn cái
xoay ha, cho các cái miếng này nó xoay. Chúng ta có thể offset các cái miếng này và chúng ta để tạo diễn hoạt đó, được chưa? Giờ mình sẽ cho nó dịch lên đây, mình offset nó một tí ha, đó, được chưa? Rồi chúng ta cũng có thể chỉnh lại cái shadow. Cái shadow thì là cái móng của từng cái miếng này, thì các bạn có thể tăng giảm cái độ đậm của từng cái miếng này, của shadow của từng cái miếng này, distance của nó nè, và softness vân vân ha. Và cái gradient ram là cái màu. Cái màu thì chúng ta không quan tâm lắm, tại vì là chúng ta đã sử dụng cái hình ảnh để bỏ vào bên trong cái ruột dưa rồi. Rồi thì như vậy cái bài rất là ngắn ngày hôm nay xin được phép kết thúc ở đây. Thì hy vọng là nó mang lại cho các bạn một cái công cụ thú vị để mà tạo ra các cái hiệu ứng mà các bạn cần cho cái hình ảnh của chúng ta. Và các bạn nhớ là cái script này thì mình có bao gồm link download trong phần mô tả của video, thì các bạn vui lòng đọc cái phần mô tả link download ha. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi và hẹn gặp lại.